chủ nghĩa duy tâm, một vũ trụ khoa học tâm linh hay chỉ là trò mèo mê tín? Cùng tìm hiểu câu chuyện về 7 khía cạnh bất tận của sự sống. Anh cả Destiny, người nắm giữ số phận. Có ai cãi lại được sách trời, chống lại được định mệnh và làm chủ được số phận của bản thân? Phải chăng trong cuộc sống, những gì phải xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra, bất kể đó là công danh hay sự nghiệp, thậm chí cưới sinh bệnh tử cũng đều đã được sắp đặt sẵn hết. Mọi thứ tưởng chừng như ngẫu nhiên và trùng hợp, nhưng lại hoàn toàn đã có trong kịch bản bày sẵn. Một tác giả tối cao với toàn quyền viết ra, cũng như toàn quyền phán quyết. Nếu điều đó xảy ra, bạn có muốn biết được cuộc đời mình sẽ diễn biến ra sao trong tương lai? Bạn có dám ghé lên thư viện cuộc đời, tìm quyển sổ mang tên mình và lật xem đến trang cuối cùng? Rồi chuyện gì sẽ đến nếu như những thăng trầm sắp tới bạn đều ghi nhớ và tìm mọi biện pháp để khắc phục? Liệu mọi việc có đổi thay hay toàn bộ công sức đều đổ sông đổ biển vì chuyện bạn xem được số phận của bản thân cũng đã được định mệnh ghi lại từ trước rồi? Nói về số phận, đó là tất cả những điều xảy ra trong cuộc đời của một người, bao gồm những sự kiện, trải nghiệm, cảm xúc và kết quả hành động của chúng ta. Số phận, định mệnh là một khái niệm chỉ sự tất yếu, không thể thay đổi hoặc kiểm soát được của một cá nhân hoặc sự kiện nào đó trong cuộc đời, được coi là một thế lực, một năng lượng bí ẩn, không thể hiểu được hoặc giải thích bằng những luận lý hay lý trí thông thường. Định mệnh thường được coi là đã được quyết định trước đó, chẳng hạn như việc sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo khó, trở thành lãnh đạo hay công nhân, thậm chỉ là đối mặt với những tai họa và thử thách trong cuộc sống. Một số người tin rằng định mệnh là do sức mạnh siêu nhiên hay những thực thể vũ trụ quyết định, cần cúng sao giải hạn để tránh mệnh xấu, đón mệnh tốt. Nhiều người tin rằng không ai có thể chống lại hoàn toàn định mệnh, bởi vì nó được coi là một phần của thế giới tự nhiên và một phần trong sự phát triển và tiến hóa của vũ trụ. Dù vậy, không phải ai cũng tin vào khái niệm định mệnh. Một số người cho rằng cuộc sống của mỗi người được quyết định bởi sự lựa chọn và bởi hành động của chính họ. Họ cho rằng việc cải thiện và thay đổi cuộc đời của mình có thể được thực hiện thông qua sự nỗ lực và khả năng kiểm soát bản thân. Con người có thể đưa ra phương hướng con đường của mình, đặt mục tiêu và tập trung vào hành động để đạt được những mục tiêu đó. Việc học tập, rèn luyện và phát triển các kỹ năng mới, tìm kiếm và tạo ra những cơ hội mới có thể giúp con người thay đổi cuộc sống hay tác động đến số phận của mình. Nhìn và nghĩ vậy thôi, chứ việc tác động đến số phận của bản thân không phải là một việc dễ dàng, vì nó yêu cầu sự nỗ lực, kiên trì thực hiện một kế hoạch cụ thể. Đôi khi, con người cũng cần phải chấp nhận những thay đổi bất ngờ, những điều không mong muốn trong cuộc sống và rồi tìm cách thích nghi vượt qua chúng. Nhưng suy cho đến cùng, tất cả những sự cố gắng đó, những quyết tâm thay đổi số phận đó đều đã được ghi chép vào kịch bản rõ ràng từ trước rồi. Chỉ vì ta nghĩ mình tự quyết định không có nghĩa là mình làm chủ được số phận của bản thân đâu. Sống thì phải có số, vì khi nào mình trúng số thì cũng đã được ghi chép hết rồi. Tiếc là chúng ta không thể, chưa thể biết trước được tương lai đó thôi. Trong tất cả lĩnh vực có thể có trên thế giới này, định mệnh không chừa một thứ gì, mọi thứ đều đã có kịch bản. Định mệnh, số phận là một thứ vừa đáng kính nhưng cũng vừa đáng khinh, vì tính chất đối kháng với khoa học thực tế nhưng lại bổ sung khuyết điểm cho giới tâm linh duy tâm, nên việc chống lại định mệnh do đó cũng là một chủ đề được tranh luận trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để chống lại định mệnh, người ta có thể thực hiện các hành động như nghiên cứu, học hỏi, phát triển kỹ năng và năng lực, tìm kiếm cơ hội mới, đặt mục tiêu, lập kế hoạch để đạt được chúng và kiên trì trong việc đối mặt với những thử thách khó khăn trong cuộc sống. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hay người tính không bằng trời tính, rồi thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả những câu thành ngữ tục ngữ từ ngàn xưa đó đã cho chúng ta thấy cái nhìn của ông cha mình, một xã hội đặt trọn niềm tin vào định mệnh. Vậy chẳng lẽ cha ông ta trước đây nhu nhược đến nỗi chấp nhận số phận đến vậy? Tất nhiên là không rồi, vì chống lại định mệnh cũng như chống lại ý trời, chống lại ý vua, không phải sợ mà là khó lòng thay đổi, một phần bất lực trước số phận. Việc chống lại định mệnh không đơn giản và không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi có những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người, và trong trường hợp đó, việc chấp nhận và thích nghi có thể là cách tốt nhất để vượt qua khó khăn. Vậy tạm thời không chống trả, chúng ta làm sao biết được trước số phận của mình ra sao? Có một số cách để hiểu và nhận biết định mệnh của mỗi cá nhân. Mình hỏi và ChatGPT trả lời thế này, mọi người nghe thử. Số 1, quan sát cuộc sống của chính mình. Quan sát xem những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của bạn có xuất hiện một cách định trước hay không. Nếu có những điều này xảy ra theo cách không thể kiểm soát của bạn, bạn có thể cảm thấy đó là định mệnh. Số 2, tìm hiểu lịch sử và văn hóa. Việc tìm hiểu về các sự kiện lịch sử và văn hóa có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm định mệnh và cách nó được coi trọng trong các nền văn hóa khác nhau. Số 3, tìm hiểu về tâm linh và tôn giáo. Nếu bạn có niềm tin tâm linh hoặc tôn giáo, việc tìm hiểu về các quan niệm của chúng
có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về định mệnh. Số 4. Hỏi ý kiến của người khác. Hỏi ý kiến của người thân, bạn bè hoặc các chuyên gia tâm lý học hoặc tôn giáo có thể giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về khái niệm định mệnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng định mệnh là một khái niệm trừu tượng và không có cách xác định chính xác nào để chắc chắn rằng một sự kiện nào đó là do định mệnh. Nó phụ thuộc vào quan điểm và niềm tin của mỗi người. Mình thấy cũng đúng lắm chứ. Làm rõ hơn xíu nè. Đầu tiên, quan sát cuộc sống của chính mình. Ví dụ bản thân mình đi, ngày trước có trend thần số học các kiểu. Mình thấy đúng nhất với bản thân là con số 23 bí ẩn. Nếu mình không để ý thì thôi, một khi để ý thì mọi con số xung quanh thì chí ít cũng 80% liên quan đến con số 23 hoặc 32. Mình cũng chịu khó quan sát từ số xe đi gặp ngoài đường đến con số xuất hiện bất chợt trên vỉa hè, số series tiền bạc, số nhà, số điện thoại, ngày giờ tháng năm, cứ hở để ý cộng lại là đều cho ra kết quả tương tự, vẫn là 23 hoặc 32. Như vậy thì cuộc đời mình có vẻ là được định sẵn rồi. Nhưng phải chăng chưa đủ thuyết phục? Vì định mệnh chỉ đến khi mình quan sát, còn lúc mình không quan sát thì nó không phải là số phận mình hay sao? Không được viết trước cho mình hay sao? Thứ hai, tìm hiểu lịch sử và văn hóa. Nếu nói về cá nhân thì hơi khó, vì lịch sử gia đình cũng không có nhiều điều để nói. Xưa có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Mà mình thấy đời mình sang đến thứ tư, thứ năm vẫn nghèo, thì chắc câu đó không đúng đâu. Mà tìm hiểu ở đây về mặt vĩ mô nói chung. Ví dụ thôi, nếu như quân Pháp không đô hộ Việt Nam, quân Mỹ không kéo quân đóng chiếm, thì liệu số phận của đất nước ta sẽ đi về đâu? Liệu chúng ta cứ ngọt ngẹt sống đời bao cấp, nhai bo bo trừ cơm, hay đã trở thành một siêu cường quốc của khu vực giống như Singapore vậy? Chính xác hơn là không chỉ số phận mà là các điều kiện khách quan để đất nước đi lên. Và điều kiện khách quan lại ảnh hưởng từ chính những cá nhân có quyền hành cao nhất nước mà bây giờ là vua. Theo tính chất bắc cầu, số phận của vua ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, từ đó ảnh hưởng đến định mệnh của con dân. Vậy vua là người viết ra số phận hay số phận đứng đằng sau tất cả chuyện này? Thứ ba, tìm hiểu về tâm linh và tôn giáo. Này thì khỏi phải nói rồi, đúng bài luôn. Hầu hết tôn giáo đều cho rằng số phận đã được định sẵn, toàn bộ bi kịch cuộc đời đều được viết trước trong quyển sổ sinh tử của mỗi người. Nhưng cũng có tôn giáo lại xem việc tồn tại của chúng ta hoàn toàn là tự nhiên và thuần khiết. Mọi thứ đến, mọi thứ đi, không cần cưỡng cầu hay áp bức, cứ thuận theo tự nhiên và sự giao hòa giữa tâm hồn với nhau. Lúc sinh ra hay đến khi mất đi cũng đều nhẹ nhàng và đồng điệu cùng vũ trụ vạn vật, vạn sự tùy duyên. Vậy thì tùy theo tôn giáo của mỗi người mà suy nghĩ vậy. Thứ tư, hỏi ý kiến người khác về định mệnh của mình. Có người cho rằng cố gắng tìm hiểu số phận là một hình thức mê tín dị đoan. Chấm tử vi, thần số học, bói bài tarot, xem chỉ tay, nhìn dung mạo, từ những điều đó có thể phán được tình duyên, vận hạn, tính cách và những sự kiện quan trọng. Có thần bí quá hay không? Theo mình chưa hẳn là không. Mình từng làm video nói về chuyện này. Đại loại các hình thức trên giống như toán học thống kê, dựa trên những gì xảy ra để đoán cái sắp tới, cũng giống như dự báo thời tiết vậy, dựa trên số liệu quan sát được và điều kiện thực tế để cho ra kết quả mây mưa trong tương lai. Chẳng thể nào nói dự báo thời tiết là mê tín dị đoan được. Dù gì tỷ lệ dự báo cũng có bao giờ đúng 100% đâu. Suy cho cùng, chúng ta không thể biết được là định mệnh hay số phận có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng cũng đừng vì vậy mà sống cẩu thả, bất cần, vì mình tin chuyện gì cũng có nhân quả. Dù bạn có thay đổi được định mệnh hay không, nhưng luôn có một thứ bạn có thể tự thay đổi được, đó là cách bạn phản ứng với những điều trong cuộc sống. Có một câu nói mà mình rất tâm đắc: bất kể vạn vật xảy đến xung quanh bạn, âu cũng chỉ là để bạn nhìn ra tâm mình phản ứng như thế nào với nó mà thôi. Bật mí về định mệnh sắp tới của mình nè, đó là làm phần tiếp theo, người chị hai thần chết Death cho các bạn khán giả của kênh. Hãy cùng chờ xem nha.